nàng đăng nàng hấn thu. Ai đắp non sông Trường Tồn, ai kết liên dân bài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai. Kính chào quý khán thính giả Đài VTV 57.3. Chương trình khoa học và xã hội với đề tài trị bệnh bằng phương pháp thôi miên không dùng thuốc do võ sư bác sĩ Lý Huỳnh Xanh thực hiện. Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý vị. Dạ thưa, xin chào bác sĩ Lý Huỳnh Xanh. Dạ, xin chào chị Hồ. Okay, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình khoa học và xã hội. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, có khỏe không? Thôi, cảm ơn chị, rất là khỏe. Bác sĩ đi chợ Tết chưa? Chợ Tết để cho bà xã bà đi. Dạ hả? Dạ. Em cũng có đi chợ Tết, cũng vui lắm, nhưng mà xâm thai em nghĩ mình đi ra ngoài gặp nhiều người đàn bà, nhiều người ta chơi bà bạn bè rồi vui đó. Yeah. Thì chợt ra em nghĩ rằng câu này mà nó cũng không biết có đúng với cái thời gian mà mình đi shopping chơi này kia đó. Có một câu đó là người ta kêu là tiết hạnh khả phong. Yeah. Có nghĩa là gì? Và có bao nhiêu người được cái chức đó? Được phong. Dạ, được phong đó, được phong chức. Không thấy em hiểu. Cái câu này của chị hỏi là nó xa cái đề của... Nó xa cái đề hôm nay quá. Xa cái đề quá, nhưng mà nó cũng nằm trong vấn đề xã hội. Dạ, đúng rồi, tại vì mình thấy những cái câu mà người ta đọc lên ta ấy đó, thì mình thì không hiểu nổi. Cái chữ tiết hành khả phong á, dạ. Nó là bốn chữ đó đều là chữ nho hết. Yeah. Thì cái tiết hành khả phong đó, ý nó muốn nói rằng hành đi tức là cái công, cái đức tốt á. Cái tiết là cái hành, tôi nói cái hành chứ. Còn tiết đây nó là nói tới cái trinh tiết của người đàn bà. Nói tới cái vấn đề nó gọi là nó một cách khác đi, để nói cái kiểu theo bây giờ đây là ý nó tới, nó tới vấn cái đề nết à? Nó tới cái vấn đề sex. Oh. Yes. Thì hồi xưa đó mình trọng cái người mà sống bằng lý trí. Yeah. Hơn là sống bằng cái thiên nhiên về cái phía bên vật chất. Yeah. Tức là sống bằng tinh thần nhiều hơn là sống bằng cái thể xác. Sống bằng thể xác thì nó liên quan tới cái sex, nó liên quan tới cái vấn đề ái ân tình dục vân vân. Sống bằng tinh thần đó thì nó vượt lên trên cái đó. Yeah. Nó không có dính líu tới vấn đề, nó vượt lên trên cái vấn đề tình dục tầm thường. Thì cũng theo cái nó bắt đầu từ cái chỗ này là mình cái phong tục của Việt Nam mình á, thầy chị nói tôi, thầy chị hỏi tôi, thành ra giờ nó bắt đầu nó dính lung tung hết trơn rồi. Nó bắt đầu dính lung tung. Phong tục của Việt Nam mình là khi xưa là cái đức tam tục. Yeah. Thì tôi muốn nói tới cái đức. Yeah. Tức là công dung công hạnh, tôi muốn nói cái tam tục đó là ba cái phải theo. Yeah. Thì hồi nhỏ đó thì con gái phải theo cha, lớn lên thì con gái theo chồng, mà chồng mất rồi thì con gái theo con. Yeah. Dạ, tại con gái có chồng đương nhiên là mẹ thì chồng rất là theo con. Là tam tòng đó hả con? Dạ, tam tòng. Dạ. Dạ, hoặc là có thể nói là tam tùng. Tam, dạ. Thành ra bắt đầu từ cái chỗ đó, người ta mới thấy rằng là nếu ai giữ được tứ đức tam tùng, thì người đàn bà đó số 1, hình sảy, rất đáng được trọng nể. Dạ. À, tuy nhiên, trong cái tam tùng đó, cái tứ đức tôi nói là công dung ngôn hạnh, tôi không muốn bàn tới cái chuyện đó, bàn chuyện đó nó hơi xa đề, nhưng mà tôi nói tới cái tam tùng, tôi là ba tam tòng, tức là tam tùng tức là tam tòng, tùng giống nhau, mình cũng giống tiếng Việt gọi là sanh với sinh nữa. Yeah. Sanh đẻ sinh đẻ thì cái tùng thứ nhất á, cái theo nhất là lúc còn nhỏ theo cha, lớn lên á, tới tuổi trưởng thành á, thì theo chồng, và chồng chết theo con. Cái cuối cùng đó, cái phần cuối cùng đó, cái phần đó mới dính líu tới vấn đề tiết hạnh khả phong. Yeah. Dạ, dạ. Tại vì hồi nhỏ con gái thì phải theo cha.
mà tôi trong đầu tôi nó bắt đầu nó nghĩ là những chuyện lẩm cẩm dí líu tới khác rồi đó. Rồi lúc mà lớn lên theo chồng thì lấy chồng hay theo chồng, nhưng mà cái quan trọng nhất khi chồng chết rồi mình bơ vơ, đúng không? Thì mình phải gì? Phải theo con. Theo con ở đây đó, quý vị đừng có hiểu lầm, theo con ở đây có nghe là theo báo đời nó. Mà theo con ở đây đó, tên nó là chữ Tùng mà Tùng là theo, theo này không phải là theo níu áo, níu quần, đòi nợ hay gì. Mà cái Tùng này là theo để bảo vệ cho nó. Lo cho nó. Hồi trẻ đó, để tôi phải giải thích cái nghĩa của cái chữ Tùng để cho bà con, để cho chị với bà con nghe cho nó có gì hợp lý chút xíu. Thì cái chữ Tùng mà nó đi theo đó, khi dịch qua tiếng Việt mà nôm na của mình á, cái tiếng Việt mà bình dân của mình nó chữ theo thì giống như ta tò tò đi theo, giống như mình đi sau lưng ai, mình đi theo ngay vậy đó. Do đó cái theo nó có nghĩa là vậy. Cái theo của chữ Nho nó có nghĩa là nương tựa vào, dính líu tới. À, và phải coi cái chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng, mà cần phải được bảo vệ, cần phải được chia sẻ đủ mọi thứ hết, nó mới gọn cái chữ Tùng. Thế vậy thì bây giờ tôi theo chị không, không phải chưa hẳn là Tùng ha. Mà tôi theo chị tôi báo đời chị không phải là Tùng ha. Mà tôi theo chị mà tôi lo cho chị ha, thì nó đỡ hơn cái hồi nãy, nhưng mà cũng chưa hẳn là chữ Tùng. Mà tôi theo chị, tôi phải biết quý chị, phải biết nghe lời chị. Nếu là chị nói cái gì hay gì tốt, tôi biết nghe lời chị, thì tôi cũng phải săn sóc cho chị. Nên là lo qua lo lại, săn sóc cho nhau. Nhất là tôi phải bảo vệ chị. Không phải phục tùng. Tôi nói cái nghĩa của chữ Tùng. Còn cái phục tùng là hoàn toàn nghe lời. Yeah. Cái chữ phục tùng có nghĩa là cũng theo, mà theo hoàn toàn ở cái khía cạnh nghe lời thôi. Chị nói tôi cái gì, chị ra lệnh tôi cái gì thì tôi phải phục tùng chị, tôi phải nghe lời. Còn cái chữ Tùng tôi muốn nói đây, nguyên nghĩa của chữ Tùng đây có nghĩa là tôi theo chị mà tôi phải có cái sự bảo vệ cho chị, phải biết chia sẻ kiến thức cho chị, phải cũng phải nghe lời chị vân vân. Lo cho chị đã đành, còn phải biết nghe lời chị và chia sẻ chị, tất cả coi như tất cả mọi thứ đều phải có cái sự nó gọi là hài hòa với chị, gần như là sống chung với chị. Cái chữ Tùng nó gần như vậy. Nó mới là chữ Tùng. Thật ra hồi nhỏ mà theo cha đó là có nghĩa là phải nghe lời cha, phải biết thương cha, phải biết lo cho cha. Ok, chứ cha đói bỏ cho cha đói, cơm cha ăn là không có được, có đâu có theo cha. Cái đó là quậy cha. Thành ra còn cha nói cãi sẵn sỏn lại, cái đó không phải theo cha. Cha biểu ở nhà đi ra đường, cha biểu đi ra đợi ở nhà, cứ làm cái ngược chiều vậy, trong cái số kẻ thương ngược tới ngày cứ gà lộn với cha, thì cái đó không phải cái chủ tượng, nó không phải là cái chữ Tùng. Phải hài hòa với người cha của mình, phải sống với người cha của mình, phải lo cho người cha mình, phải nghe lời cha mình, học hỏi cái hay của cha mình, vân vân. Discussing hay bàn luận cái chuyện đó, cái chuyện đương nhiên, nhưng mà hoàn toàn là phải nương tựa vào cha, cũng giống như là mình nương tựa một cái cội, một cái cây tùng vậy đó, một cái cây, một cổ thụ lớn vậy đó. Thì khi mà như vậy mới gọi là tại gia tòng phụ. Thì còn sống với gia đình còn nhỏ theo cha là theo vậy. Cha nói phải nghe, kính cha, trọng cha, thương cha, lo cho cha. Khi mà lớn lên lấy chồng thì tất cả những cái lo lắng đó, tất cả những cái chia sẻ đó chuyển qua cho ông chồng. Phải biết thương chồng, phải lo cho chồng, phải biết nghe lời chồng, phải biết cái no, cái đói, cái no, cái ấm lạnh của chồng là của mình. Chồng nói làm ơn nghe đừng cãi. Mà nếu mình nói chồng cãi, tìm cách giải thích cho ông hiểu để ông không cãi. Nghĩa là phải có một cái sự hài hòa, nương tựa nhau như vậy đó, cái đó gọi là Tùng. Chứ không phải là theo tòa, tính mình cũng chịu, không phải, cái đó phải Tùng. Rồi bây giờ chồng chết theo con thì cũng cái ý tưởng đó, đem cả cái package đó, cả cái ý tưởng tốt đẹp đó chuyển qua cho con. Con đóng, con đau, con bệnh mình phải lo. Con học dở làm cho nó học giỏi. Con nó có cái gì đau khổ nó nói mình biết, lắng tai nghe.
Chứ không phải nói vừa nói cái gì đó, tao là má mày, tao nói mày phải nghe, mày không nghe tao đập mày chết về, tao sanh mày đâu tôi giết mày được. Cái đó không phải tùng. Cái đó là mình đang cai quản con. Hiểu không? Dạ hiểu. Thì đặt hết cái tâm trí đó, cái trách nhiệm đó, cái tình cảm đó, cái tình thương đó cho con mình một cách trọn vẹn như vậy, hai hòa và thương yêu với nhau như vậy, cái đó là tùng. Mà tại sao ngày xưa tổ tiên mình lại có cái ý khuyên về cái mặt đó? Bởi vì người ta có cái câu, người ta nói con dạy cái mang. Cái chữ cái đây ý nói tới người mẹ, chứ không ai nói con dạy đực mang. Cái chữ cái có nghĩa là female. Cái người đàn bà khi xưa đó diễn là người tổ tiên của mình rất là tôn trọng người đàn bà. Và biết cái giá trị người đàn bà rất là quan trọng trong gia đình, quan trọng vô cùng. Tôi không biết quý vị có nghe ai giải thích cái này chưa. Người ta nói đó, bây giờ tôi hơi chạy nhanh chút xíu nha quý vị, rồi tôi sẽ trả lại. Người ta nói đó là người đàn ông á là cột trụ của gia đình. Nhưng mà ít có ai nghe nói, tuy rằng có nói, có đề cập tới mà ít có ai nói tới lắm. Đàn bà là cái nền của gia đình, cái nền mà lỏng lẻo mà yếu ớt giống như sình vậy đó, thì làm sao cái trụ nó sập không, làm sao cái trụ mà nó có thể chồng cái trụ cứng được. Cái nền phải thật chắc, cái nền đá đất hay nền đá cũng vậy, hay nền xi măng vậy, phải thật chắc, cái trụ dựng trong đó mới dựng được. Thành ra tuy rằng nói đàn ông là cột trụ, nhưng kỳ thật người đàn ông vẫn phải nương tựa vào người đàn bà ở cái chỗ là cái thế, phải có cái thế đi nương tựa để giữ cho mình cái thế chắc. Thì cái trụ, cái nền chắc, cái trụ dựng được rồi, lúc đó mới làm cái mái được, và lúc đó mới bảo vệ tất cả mọi thứ trong đó, có bảo vệ cái nền luôn. Có bảo vệ luôn cái nền đó, là bảo vệ luôn một mà gì đó, nhà tôi đó, housewife đó, là cái người vợ của mình đó, luôn luôn cả con cái. Cho nên lúc đó, cho nên nhìn cái hình ảnh đó quý vị thấy rằng ông bà tổ tiên mình rất quý trọng người đàn bà. Chưa bao giờ có một cái câu thơ, một cái lời văn nào mình cho thấy rằng người Việt Nam mình khinh khi người đàn bà. Ngoại trừ có một số câu mà bây giờ chúng ta nghe nói nhan nhản hoài, mà những cái câu đó là lai bên Tàu. Khi Tàu nó qua nó cai trị mình, họ đem cái văn hóa mà khinh trọng nam khinh nữ của họ, họ làm lai căn một số người ở bên Việt Nam. Yeah. Nhưng mà tổ tiên chúng ta, văn hóa chúng ta vẫn khác biệt người Tàu, là bởi vì 3-4 ngàn năm trước mình đã biết quý trọng bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị. Quý trọng đàn bà. Khi bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị khởi quân đánh giặc, có ai nói không được đàn bà, không được làm vua đâu. Đâu có ai nói ôi bà này đàn bà là chỉ huy không được đâu. No. Khi hai bà chỉ huy là mọi người nghe răm rắp, luôn cả nam nhân hay nữ nhân gì đều nghe răm rắp. Bởi vì sao? Cái bản chất người tổ tiên của chúng ta là đã tôn trọng người đàn bà từ lâu rồi. Thành ra hãy người đàn bà có tài ra làm, không ai chống hết. Ok, đó là cái vấn đề tùng. Thì khi mà cái người chồng chết rồi, thì cái người vợ thời bây giờ khác à. Thời bây giờ chồng chết rồi, tay ra lấy chồng mới. Vì thấy tại sao mi lo cho mi trước. Ok, nhưng ngày xưa người ta đặt cái vấn đề con cái là quan trọng, tại vì con là con dạy cái mang, cho nên người mẹ phải theo con, phải sống với con, chia sẻ đau khổ với con, dạy con, đưa làm cho con được trưởng thành và nên người đó. Thì cho nên những người đàn bà nào mà bỏ cái mi của mình đi, bỏ cái tôi của mình đi, bỏ cái ta của mình đi, bỏ cái ích kỷ sống riêng cho mình đi, bỏ cái cảm giác riêng tư của mình đi, bỏ cái cảm giác thân xác riêng tư của mình đi, để đem hết cả tinh thần và cái thân xác này trao cho con mình, nuôi con mình, sống chết với con mình, thì đó mới đúng là chưa tùng. Và người đàn bà nào làm được cái đó, vua mới phong cho cái câu là tiết hạnh khả phong, là một người có cái trinh tiết, cái công đức giữ gìn trinh tiết một cách đúng cách, xứng đáng để được phong. Yeah, cảm ơn bác sĩ. Yeah. Yeah. Xin quý vị vẫn giữ băng tần VNTV 57.3. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này phiền cùng, đang đang nàng hấn thu. Ai đắp ngang sông trường tồn, ai kết liên dân bài hùng, xua tan giặc đông hán, xua
quý vị vẫn giữ băng tần VNA TV 57.3. Dạ xin mời bác sĩ tiếp tục ạ. Dạ cảm ơn chị. Tôi xin nói tiếp, nói ở chỗ là những người đàn bà nào mà để tinh thần của mình, đem cả cái tinh thần và trách nhiệm của mình chuyển qua cho con hết, lo cho con, sống chết với con như tôi nói 100% luôn, quên cả mình luôn là người đàn bà, quên cả mình luôn là một người nữ rất cần có những cái cuộc sống riêng tư, có những cái thèm khác về xác thịt. Thí dụ nếu có, người đàn bà nó cũng có thể suppress, tức là dằn xuống và phớt lờ nó đi, để rồi đem cả cái tinh thần trách nhiệm thông minh của mình để nuôi con, để đưa con mình trưởng thành, thành công, chi mỹ. Những người đàn bà đó, thời xưa vua đã có đặt một cái lệ là phong tôn vinh những người đàn bà như vậy. Cho nên tôi gọi là tiết hạnh khả phong, tức là cái sự tốt đẹp về tinh thần của cái vấn đề mà dằn được cái trinh tiết, giữ được cái trinh tiết, dằn được cái đòi hỏi của thể xác nhé, cái công đức đó xứng đáng để được tôn vinh. Cho nên tiết hạnh khả phong. Nhưng mà thưa bác sĩ, ai đi theo bà anh biết bà có tiết hạnh khả phong hay không? Tôi chị Xuân Ngắn rắn mắt cô hỏi nhiều cái ứ ớt. Chị hỏi nhiều cái kiểu ớt. Tôi đi theo được không nè? Bà ở nhà bà, mình ở nhà mình đâu có biết gì đâu. Có người nào phong lộn? Chắc cũng có chị này dưới đám mắt hết sức. Nói như vậy, tôi nghĩ rằng là chị có thể bây giờ đó, thì nói vậy, bây giờ thời bây giờ thì nó văn minh rồi. Yeah. Nó có internet, nó có Facebook, nó có everything. Thì cái bà nào làm cái gì mà dũng dũng á, ta biết rồi. Yeah. Lên YouTube nó bậy, ta biết rồi. Trộm cắp trứng gà, ta làm trên YouTube cũng biết rồi. Hồi xưa thì tại vì chị nghĩ vậy nên chị nghĩ xưa không có mấy cái này, chắc không ai biết. Nhưng mà chị đừng có quên, hồi xưa đó là làng xóm là ta gắn bó với nhau dữ lắm. Dạ yeah, đúng rồi. Nha. Yeah. Vậy làm sao chị sống qua được mắt qua làng hàng xóm được? Sao hả? Chị chỉ cần liếc ông nào hay ông nào liếc chuyện cái là cái con mẹ bán hàng cái bên đó biết rồi. Ok, thành ra thưa quý vị, muốn biết được người đàn bà tiết hạnh khả phong thì thật sự cũng không có khó gì lắm. Muốn biết được người đàn bà mà để hết tinh thần của mình để lo cho con cái thì cũng không có khó gì, mà dễ thôi. Thí dụ như người đàn bà đó mà tái giá thì đương nhiên cái ông mà bả tái giá phải về nhà ở chung chứ. Dạ, yeah. Ta biết rồi. Về nhà ở chung ta biết rồi, bởi vì chị nói chị hỏi dư thừa. Tôi ghét, không có dư đâu. Tôi ghét, tôi nói tôi cái đó đó. Anyway, thành ra đó, chị đang mắc lắm chị quý vị. Thì á, khi mà vua mà muốn phong cho ai cái gì đó, thì cũng phải hỏi ông xã trưởng rồi ông huyện này cái nọ. Chứ đâu có tuyển nhà xuống phong liền. Yeah. Chứ là cái người đàn bà mà tiết hạnh khả phong đó thì nổi cái vùng họ sống không thôi. Mà ta đồn không thôi cũng đủ danh dự rồi. Dạ. Dạ, giữ danh dự. Ok. Thành ra, nói lại, lặp lại lần nữa. Tiết hạnh khả phong là những người đàn bà có cái công. Có cái công, có cái đức để giữ được cho mình. Không bị lệ thuộc vào thể xác. Yeah. Không theo cái đòi hỏi của thể xác. Mà để hết cái tinh thần của mình về cho con, lo cho con, sống chết với con, từng đồng từng cắt làm kiếm vậy cũng lo cho con, nấu ăn cho con chứ không có nấu ăn cho ông nào khác, nấu ăn cho con, nuôi con lớn lên để cho tới cái ngày con nó thành danh chi mỹ. Nói tới đây, tôi biết quý vị đang coi show của tôi ở trên đài, và tôi biết quý vị cũng đang biết rằng tôi biết quý vị ở ngoài kia có một số người nữ, phụ nữ cũng đã ở cái vị trí này mà tôi biết được. Cũng vài người nha, tôi không có muốn nói tên, nhưng mà tiện ngay trên cái show này tôi cũng xin nghe là cho phép tôi nghiêng mình
tiết hành khả phong cho những vị nữ nhân mà tôi đã từng biết qua, quen qua, mà cũng đã có cái công đức bỏ quên cái thân của mình đi, lo cho con tới ngày thành danh chi mỹ. Cũng có người con cũng không hoàn toàn thành danh chi mỹ, những người đàn bà đó và quý vị cũng đã trọn vẹn cái công của mình, đặt hết sức của mình vô lo cho con, cho tới ngày này khi con nó trưởng thành, nó lập gia đình. Nhìn lại tôi biết quý vị đã quá tuổi thanh xuân, và tôi xin ngưỡng mộ, nghiêng mình ngưỡng mộ quý vị. Quý vị biết tôi nói ai rồi, ai coi show này mà có cái vị trí này cũng đã biết rồi. Cho nên một lần nữa tôi xin chân thành khen tặng quý vị là những người xứng đáng là tiết hạnh khả phong khi con lớn tuổi thanh xuân mình hết, nhưng cũng không tiếc rẻ gì hết. Không tiếc rẻ mà còn hãnh diện nữa, tôi biết. Thành ra chúc mừng. Vậy thì ngưỡng mộ. Thì mấy người hồi xưa sẽ được thưởng phải không sư? Họ được phong cái phong chức, không phải chức mà phong cái danh hiệu như vậy, tôn vinh đó, vinh danh đó, được vinh danh. Rồi có thể vô cho một cái bảng để cái chữ tiết hạnh khả phong. Tức là công đức giữ gìn cái trong sạch của mình, giữ gìn cái thân xác mình chưa trong sạch, để lo hết cái đêm hết tinh thần lo cho con, xứng đáng để được tôn vinh vinh danh. Cho nên khả phong là như vậy, khả là khả dĩ, tức là có thể xứng đáng để được làm chuyện đó, chính xác để được phong cái chức đó, cái danh hiệu đó, tiết hạnh khả phong là như vậy. Thành quý vị thấy ông bà tổ tiên của chúng ta là sống rất nặng về tinh thần, rất nặng về đạo đức và luân lý. Mà đạo đức luân lý là nó hướng con người của mình sống cho nó cao đẹp. Hay nói một cách khác, tại sao gọi là cao đẹp? Bởi vì sống cao thượng. Mà tại sao có được gọi là cao thượng? Bởi vì không để cái tinh thần của mình nó dính líu những cái ích kỷ tầm thường nhỏ nhen của thiên hạ. Ví dụ như một cái gì gọi là cao thượng? Đói nghèo, ai thấy tiền cũng ham. Nhưng mà một cái người nghèo đói, đang đói, người nghèo không có tiền, mà thấy một người rớt tận trăm đô xuống, lụm kiếp, bác rớt trăm đô đưa lại cho cái người đó, thì cái người mà lụm đồng tiền trả đó là người sống có một cái tinh thần cao thượng. Yes. Không có hèn, không có bẩn, không có không có ích kỷ. Có khi người ta đói quá, ta cũng không phải là tham, tại người ta đói có thể không cần đồng tiền, nhưng mà cái cao thượng nó vượt lên trên cái thấp hèn của cái đói. Tôi nói thấp hèn đây không phải tại vì khinh bỉ, đáng xứng đáng là đói là một cái gì đó đáng khinh bỉ, không phải. Thấp hèn đây có nghĩa là khi cái thân xác nó đòi hỏi bất cứ cái gì thì cái đó thuộc loại về dạng thấp. Mà thân xác mà khi nó đòi hỏi đã thấp đa đành thì nó hay sanh biến ra cho mình có những hành động không có quân tử, cho nên gọi là hèn. Thấp hèn là nó như vậy thưa quý vị, tức là làm những cái chuyện đó là bình thường, tầm thường thế thôi. Còn những người cao thượng là làm những cái gì vượt lên cái tầm thường đó, chứ gọi là cao thượng. Dạ thưa bác sĩ, nãy bác sĩ nói là nếu mình đi đường gặp tiền đó, mình lụm đó, mình không biết ai rớt sao mình trả. Chị bây giờ mình đem vô chùa mình không, cúng. Chị đừng đem vô chùa đưa tôi, tại vì chùa bây giờ 2-3 lầu rồi, chị đem vô chùa chi nữa. Chùa bây giờ 2-3 lầu rồi, 2-3 lầu dạ, sân đậu 200-300 chiếc xe rồi, mà ai mà kêu giá lên cái là 10 triệu. Dạ thì lụm trăm đô đưa tôi. Nhưng mà cái đó là em hỏi bác sĩ đó là thật đó, thí dụ như mình lụm mà đâu có ai đó đâu, đâu mình lụm được tiền hay bất cứ cái báo cáo tôi rồi đưa tôi xài dùm. Nếu chị không biết ai thì chị cứ việc bỏ vô túi chị thôi. Mà nếu chị muốn biến cái đồng tiền nó trở thành đồng tiền có công đức thì giữ cái 100 đó để khi nào chị thấy những người ăn mày mà cần thiết có tiền đó cho lại họ. Thấy không? Vậy nó mới đúng. Thì đúng rồi. Tại cái này không phải là tôi định chỉ đâu nghe quý vị. Chị này có cái tật á là hay cho lắm. Cho tới khi cho xong rồi về hỏi rồi lại túi nó, ủa tiền tôi đâu. Cho tôi quên mình hết tiền luôn.
không có tôi ca tụng chứ đâu nghe quý vị, bà chị này chỉ khờ lắm. Ôi xin lỗi, chị hiền lắm. Xin lỗi. Dám nói khờ. Xin lỗi. Bán thì, khờ luôn à. Thì đó, thì đại khái nó cái tiến hành khá phong này vậy rồi đó. Thank you bác sĩ. Có thắc mắc gì nữa không? Hiểu thông suốt rồi, tại vì mình khi mình thấy cái chữ đó mình không hiểu chữ nho nó là cái gì đó bác sĩ. Mà có nghe cái vua hồi xưa ban phong chức cho những bà mẹ như vậy. Dạ có cái đó nhưng mà mình không biết bằng cách nào. Cảm ơn bác sĩ. Nãy còn trong cái câu đó còn có một câu nữa là chị hỏi là có bao nhiêu người được. Phải không? Bao nhiêu người được phong á? Tôi không biết, ở trong sử sách thì có một vài người thôi. Nhưng mà tôi cũng không nhớ tên. Vì họ bất thần quá, tôi cũng không có kiếm tài liệu để nhớ tên. Nó tên mày bà cái quý vị cười. Nhưng mà rồi, có một vài người thôi, còn có bao nhiêu người nữa. Có biết bao nhiêu người nữa cũng xứng đáng làm tiết hành khả phong. Như những vị mà đang coi show tôi mà tôi biết được quý vị là những người chồng mất, chồng buông nhưng mà vẫn ôm dậy nuôi con cho tới ngày hôm nay là sắp mấy 70 tuổi. Tôi biết rõ luôn. Tôi nói với quý vị biết tôi nói ai rồi nhá. Thành ra những người đó đâu vua đâu biết đâu. Vua đâu biết. Nhưng những người như quý vị đâu vua đâu có biết đâu. Nhưng mà mình biết. Tức là quý vị tự biết lấy. Và con cái của quý vị biết lấy là mẹ mình xứng đáng là tiết hạnh khả phong. Mà tôi thấy những cái gia đình mà như vậy mà tôi biết qua đó. Ok. Cũng khoảng 4 gia đình. Và 4 gia đình đó con cái đều rất hiếu thảo với mẹ. Rất là hiếu thảo. Đó là nhân quả nhãn tiền. Bỏ cái công của mình không ích kỷ. Thương con, nuôi con, lo cho con cái ngày thành danh chi mỹ. Thì ngày nay trong cái mai của nó như tôi đã từng giải thích. Cái hình ảnh sau lưng của tôi đó, quý vị thấy cái đầu nó phát ra những cái làn sóng, những cái tần số. Cái đứa con đó nó không, trong đầu nó không có cái gì, không phát ra có cái gì khác hơn là ngoài cái tình thương của nó cho mẹ nó. Và ngoài những cái gương đẹp của mẹ nó làm cho nó, lo cho nó. Và tôi bảo đảm với quý vị, tôi chắc chắn rằng những đứa con đó sau này nó có lập gia đình, nó cũng sẽ là những người con xứng đáng. Nếu không thành danh chi mỹ, không thành danh thì cũng thành nhân đó thưa quý vị. Tức là nếu nó là con gái, nó cũng sẽ là người có cái phong cách giống như mẹ nó. Nó cũng sẽ xứng đáng để được. Nếu nó lâm vô cái cảnh mà chồng mất sớm hay là mất chồng vân vân, thì nó cũng sẽ lập y khuôn cái công của cái hạnh tốt của mẹ nó, để nó tiếp tục duy trì cái tiết hạnh khả phong mà không cần phong. Đâu có ai đâu phong. Mình làm tốt có khi không cần ai phong. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng khi mình tái giá đó quý vị biết không, khi mình tái giá tức là mình phải lo cho cái người chồng sao. Sức bị chia hai, có khi chia 7-3 thưa quý vị. Ví dụ như quý vị chia cho con quý vị 7 mà ông chồng sao 3 đó, ổng ganh, ổng ghen. Ông nói bà tối ngày có lo cho con bà không à, tôi cơm nước về bà không lo, bà chỉ lo cơm nước cho con bà à. Rồi phải tranh luận. Rồi nếu mà quý vị mà 7-3 mà cho ông chồng nhiều hơn con đó, thì con quý vị rất là cô đơn và rất là buồn. Nhưng mà bây giờ em thấy người ta qua đây rồi, những gì người ta đâu bao giờ nhắc tới những cái chuyện như vậy nữa bác sĩ. Chuyện gì chị? Chuyện cái gì mà tiết hạnh khả phong á. Mẹ ta không có nữa, quên luôn rồi. Cái tôi không nói nước Mỹ này nó sai ở cái điểm này, nhưng mà tôi muốn nói về để quý vị nhập vô cái xã hội của người Mỹ. Nhưng mà nếu mà cái luân lý đạo đức của chúng ta trong quá khứ xã hội của chúng ta, nếu chúng ta không vững, không có vững trải đó, không có chắc nịch đó, không có cứng đó, thì chúng ta rớt liền. Chứ còn tôi thấy như là những vị bây giờ là 70, 71, 72, 75 gì bây giờ hiện tại tôi đang biết đây, thậm chí tới sáu mấy cũng có luôn, mà bây giờ con cái của những vị nữ nhân nó rất là thành công. Rất là thành công. Thì coi như những vị đó cũng còn giữ được cái tiết hạnh khả phong một cách rất là xứng đáng, tuy rằng không cần phong. Cảm ơn bác sĩ. Xin quý vị vẫn giữ băng tần VNA TV 57.3, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng, đang đang nàng hấn thù. Ai đắp ngang sông trường tồn, ai kết liên dân bài hùng, xua tan giặc đông hát, xua tan giặc xâm lớn. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng, đang
đằng nàng hận thù. Ai đắp ngăn sông Trường Tồn, ai kết liên dân bài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc Xâm. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VN TV 57.3. Dạ xin mời bác sĩ tiếp tục ạ. Dạ. Yeah. Tôi muốn nói về đề tài của tôi mà tại câu này, cái câu này của chị hỏi nó làm cho tôi dính líu tới những cái vấn đề khác tôi sẵn muốn chia sẻ luôn. Yeah. Để cho nó trọn vẹn đi ha. Anyway thì cái vấn đề nó như vậy là tuy rằng có nhiều người phụ nữ lo cho con hết lòng hết dạ, nhưng mà con mình nó không có thành danh chi mỹ, tức là nó không có ra bác sĩ, không ra kỹ sư, nó không ra những cái vị trí quan trọng trong xã hội, không làm ra hàng triệu đồng đô la. Yeah. Nhưng mà tôi biết chắc rằng những cái đứa con mà những cái vị mà tôi biết đó, tôi không nói như người tôi không biết, thì những đứa con đó cũng đã thành nhân, không thành danh cũng đã thành nhân, tại vì tôi đã từng quen biết những cái vị đó, thì tôi đã từng hiểu được con cái của họ, và con cái của họ rất là hiếu thảo với mẹ nó thôi, cái gì rất là hiếu thảo. Yeah. Cảm động lắm, nói ra thì quý vị thấy được cái cảnh sống gia đình một người con hiếu thảo với mẹ, quý vị thấy rất là cảm động, thấy rất là ấm cúng. Thành ra tổ tiên ông bà của chúng ta ngày xưa đặt ra những cái đạo đức luân lý như vậy, không phải là để dẫn chơi, không phải là để làm màu. Yeah. Mà nó có những tác dụng tâm lý rất là quan trọng. Mà chính những tác dụng tâm lý cao thượng đẹp đẽ đó đã giúp cho cái sự giữ gìn nòi giống, cái sự giữ gìn bờ cõi cho tới ngày hôm nay. Tại vì nếu mình luôn luôn sống cao thượng cho một vấn đề nào đó, thì cái sự cao thượng, sống cao thượng đó nó sẽ lây qua những vấn đề khác. Mình cũng thích làm cao thượng luôn. Và thêm một cái vấn đề khác nữa, rồi mình cũng thích làm cao thượng luôn. Thì từ khi mình tập làm được một việc cao thượng cho một vấn đề nào đó, thì từ đó những cái khía cạnh khác cuộc đời của chúng ta nó cũng sẽ lần lượt được chuyển thành từ thấp hèn qua cao thượng, từ thấp hèn qua cao thượng. Thí dụ như quý vị đã hy sinh cái thân này lo cho con cái, cực khổ biết bao nhiêu, đã có cái bản chất cao thượng như vậy rồi, thì khi quý vị thấy người ta làm rớt tiền, chưa chắc quý vị đã muốn lượm. Bây giờ cái bản xích, bản chất cao thượng nó sẵn có trong lòng mình rồi, cho nên dễ dàng cầm đồng tiền nó trả lại. Những cái bản chất xấu của con người very contagious, rất là dễ lây, thì những bản chất tốt của con người chúng ta tập được nó cũng sẽ dễ lây. Từ chuyện này qua chuyện khác, từ người này qua người khác. Nếu có nhiều người mà luôn luôn đi về cái hướng tiết hạnh khả phong, có nghĩa là không phải cần phong, nhưng mà có nghĩa là hy sinh đời mình còn lại cho con, thay vì chia sẻ cái sự lo lắng đó cho một người đàn ông khác, thì cái đẹp đó đó, cái lo lắng cho con, mà săn sóc con mà cao thượng đẹp đó đó, nó sẽ được người đời ngưỡng mộ nếu ai biết được. Và những người mà ngưỡng mộ đó, họ cũng sẽ lần hồi tập, tại họ thích, họ ngưỡng mộ. Yeah. Thì đương nhiên họ sẽ duy trì cái đó bằng trong tư tưởng của họ. Và nếu họ gặp cái cảnh đó, họ sẽ cũng bắt chước làm như vậy. Còn nếu như nhìn bên trái thấy bà mới ly dị, quốc ông hai tháng sau quốc ông chồng khác liền. Nhìn bên phải thấy bà đã bơi ly dị, con tuần lễ sau bố quốc chồng khác liền. Nhìn trước mặt các bà đã bơi ly dị, có chừng đó, vài ngày sau bố quốc chồng khác liền. Nhìn sau lưng có bà đã bơi ly dị, đâu có chừng năm sau bố quốc chồng khác liền. Còn con bà đói rách thì vậy, bao lo chung chung 50% thôi. Ví dụ vậy. Thì cái người nào mà thấy như vậy hoài như vậy, thì khi họ lỡ bơi ly dị họ làm gì? Rạp khuôn y hệt luôn. Họ sẽ rạp khuôn, họ cũng sẽ ly dị, xong rồi cái vài tháng sau đi chơi nháy đầm cái nọ xong cũng tại gia dễ dàng. Và con cái thì lúc đó họ có cái tư tưởng như thế này cho nó an ủi, tức là ôi trời xanh voi xanh cỏ. Họ nghĩ vậy đó. Con người có định mệnh, đổ thừa khỏi trách nhiệm. Ý Chúa khỏi trách nhiệm.
chắc ông Tơ Bà Nguyệt xây tôi với cái ông này, xe duyên tôi với cái ông này, cho nên tôi tái giá với ông này. Có chồng chồng mới bỏ đâu, cái ly dị đâu có chừng 5-6 tháng, gặp ông này chắc là duyên phận, chắc là ông Tơ Bà Nguyệt. Nhưng mà không bao giờ ai có thể thấy được chính tâm lý của mình nằm trong cái thân xác này để dẫn đưa từng bước một để đòi hỏi và đẩy đưa tới cái kết luận như vậy. Mà nó còn khôn ngoan hơn nữa là nó biết kiếm một cái lý do excuse, biện hộ để nó che luôn cho cái việc làm ích kỷ của nó, của chính nó. Và vì vậy cho nên người ta cứ ung dung sống trong cái ích kỷ của mình mà vẫn tưởng rằng mình đang sống rất phải, rất tốt và rất đẹp, rất hợp lý. Ở chung quanh ai cũng ly dị, ở chung quanh ai cũng tái giá, đâu có làm gì khác đâu, đúng không? Và từ chỗ đó cái cao thượng của tư tưởng nó sẽ càng ngày nó càng xuống thấp lần, thấp lần, thấp lần. Và vì vậy cho nên nó sẽ sanh nhiều cái biến bất thường. Và thưa quý vị, anyway, tôi không có criticize những quý vị tái giá, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ cho quý vị thấy rằng đi hướng đó có kết quả như vậy, đi hướng này có kết quả như vậy. Yeah. Tức là vậy thôi. Ai đi hướng nào, quý vị có toàn quyền để mà làm cái việc mình muốn. Yes. Cũng giống như có những người mà như tôi đã biết đó, là họ đang nuôi con, họ đã nuôi con, họ thành trưởng thành. Rồi bây giờ họ cái tuổi xuân họ qua rồi. Thì có nhiều người tới nói, tại vì mấy mà bạn bè nhau. Tại vì mày đó mày không chịu tái giá chi, giờ uống tuổi rồi ráng chịu, đúng không? Cô độc, tao tái giá giờ tao có chồng đàng hoàng, ngon lành, đúng không? Họ cũng có những người tái giá cũng có những cuộc sống cũng không phải là dở, cũng không phải là bậy bã gì, nhưng họ vẫn hạnh phúc, thì họ nhìn cái người đàn bà kia, đấy. Nhưng cái giá trị tinh thần của cái sự hy sinh của cái người sống chỗ chỉ nó sẽ thấp hơn cái giá trị hy sinh của người sống không ích kỷ. Những người sống trong cái kỹ, cái tinh thần của họ sẽ cao thượng hơn. Và cái tinh thần đó, nếu ngày hôm nay chưa có kết quả tốt cho họ, thì chắc chắn rằng ở kiếp sau, khi họ tái sanh trở lại thế gian này, cuộc đời của họ sẽ bắt đầu bằng cái tinh thần cao thượng đó và đi lên. Thí dụ như, ví dụ, quý vị sống, quý vị ăn cắp gà, ăn cắp vịt, ăn cắp trộm cái nọ, ok? Cả cuộc đời quý vị toàn là ăn trộm cắp không? Thì quý vị gieo gì trong đầu mình? Là toàn là những chuyện cưỡng trộm cắp. Thì khi quý vị sanh ra kiếp sau, quý vị sẽ bắt đầu cuộc đời mới ở kiếp sau bằng cái tư tưởng gì? Cũng ăn trộm cắp. Chứ đâu có gì khác đâu. Tại vì mình có gì mình vô liếm có nhiêu đó. Còn nếu cái người mà kiếp này lo tu hành nhịn ăn, rồi ăn uống tiết giảm, sống đạo đức, tiền lụm trả lại cho người ta, nói tóm lại biết hành xử những chuyện đạo đức như vậy trong kiếp này, thì khi họ mất đi, họ trở lại kiếp sau, họ bắt đầu cuộc đời bằng cái gì? Bằng cái tư tưởng tốt mà họ đã lập tạo được cho họ, cho chính họ ở kiếp này. Thành ra cái cuộc đời sau của họ nó sẽ từ chỗ tốt đó mà còn lên hơn nữa. Và cái khác biệt giữa kẻ tiên người trần là chỗ tiên hành xử cao thượng hơn trần gian thế gian, thì người phàm hành xử không cao thượng bằng những người ở cõi tiên. Nhưng mà không phải tự nhiên sanh ra làm tiên liền, cũng trầy di chốc dãy, cũng bao nhiêu là năm mười kiếp, trăm kiếp mới được lên tới cái vị trí, cái level cao thượng của cõi tiên. Thì thưa quý vị, rồi thành ra nói tóm lại là cảm ơn chị nha. Chị này chị hỏi con này, tôi chưa bao giờ nghĩ ra là tôi sẽ lập cái đề tài ngày hôm nay nói về tiết hạnh khả phòng. Nhưng mà tại chị này chỉ có cái duyên, chỉ có cái miệng có cái duyên. Thành ra chị hỏi cái nhiều khi mới nghe tưởng trước quốc cho rốt cuộc nó cũng vòng vòng nó vô lại. Rồi. Tất cả mọi chuyện thưa quý vị, mà nó bắt nguồn từ cái trí của mình mà mình suy nghĩ. Thì như tôi nói quý vị đó, mỗi lần mình suy nghĩ cái gì, mình làm cái gì mà bằng từ suy nghĩ của mình, hay đúng là cái gì mình có suy nghĩ đó, thì những lúc đó là mình đã gieo được cái hạt giống tốt cho mình. Nếu mà suy nghĩ tốt vô trong cái não của mình, vô trong cái subconscious mind, mà nếu như mà mình gieo những ý nghĩ xấu, mình tạo ra những ý nghĩ xấu để làm những việc làm ích kỷ, thì trong đầu mình toàn là những hạt giống xấu không. Thì giống như miếng đất vậy, quý vị gieo hạt nào xuống lên cây đó, không lên kiếp này nó sẽ lên kiếp sau, không chạy đâu khỏi
miếng đất ở ngoài kia quý vị thấy, quý vị thấy cái hột xuống, trái đất nó tròn vậy, quý vị thấy cái hột xuống, nó chạy đâu? Nó chạy chỗ nào trên mặt đất này, nó cũng là cái hột giống sẽ nảy mầm, không cho này cũng chỗ kia. Ốc chúng ta cũng vậy, cái tư tưởng chúng ta nó do nơi ốc chúng ta sanh ra, chúng ta tạo ra từ trong tư tưởng, cái ý nghĩ nó chạy đâu? Những ý nghĩ đó là cái hạt giống, nó nằm trong ốc mình, nó nằm trong cái phần nó gọi là subconscious mind, là phần vô thức. Nó chạy đâu? Nó chẳng chạy đâu cả, nó nằm đó, nằm biết đó, không bên trái, không qua bên phải, không phải cũng trên, không trên thì dưới chút, nên là nó lăn quẩn trong cái vô thức của mình. Rồi cuối cùng nó làm gì? Nó sẽ sanh sôi nảy ra là những cái thân, những cái cành, những cái lá của cái loại suy nghĩ đó. Tức là lúc đó quả báo trở về, bởi mình suy nghĩ sai, và phước báo trở về nếu mình suy nghĩ đúng. Ốc của chúng ta không khác gì một cái quả địa cầu, một cái quả địa cầu mà cái đất đai màu mỡ, bỏ ý nghĩ nào vô nó ra cái kết quả của loại ý nghĩ đó. Bây giờ nên Đức Phật mới nói là tất cả mọi chuyện cho tâm sinh là vậy, mà Chúa nói rằng là lỗi tại ta mỗi đáng chứ đâu có lỗi ai đâu, của mình từ trong này mà ra. Cảm ơn Pháp Sư, mình hết giờ rồi. Mời quý vị khán thính giả thưởng thức nhạc phẩm ca ngợi các anh hùng tổ tiên Việt Nam, đó là Hào Khí Việt Nam, tác giả Hô Ly Thắng, và trình bày của anh Đặng Hoài An. Nam quốc sơn hà nam đế cư, nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khang thủ bại hư, như đẳng hành khang thủ bại hư. Chiều tây sơn áo bạc vai sừng tiên sắc son thể ương, thành tăng lòng mãi còn bay xa thời gian qua thăm oai hùng. Dạ, rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Khoa học và xã hội do bác sĩ Lý Quỳnh Xanh thực hiện ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị mỗi tối thứ Bảy 10 giờ tối và thứ Năm 11 giờ đêm trên băng tần VNA TV 57.3 và trên băng tần Bắc Cali. Mời quý vị đón nghe vào mỗi tối thứ Sáu 6 giờ đến 7 giờ tối và Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ tối trên băng tần VNA TV 16.10. Xin kính chúc quý khán thính giả một cuối tuần đầy yêu thương và hạnh phúc bên người thân. Dạ, mời bác sĩ ạ. Cảm ơn chị, kính thưa quý vị, và khai giờ tròn đó lên hồn khí của tôi thì chúng ta. Thế là chúng ta bằng mọi giá phải nuôi con tôi thì chúng ta đuổi giặc, giữ nước và dựng nước, thưa quý vị. Hôm nay là ngày 21 ta. Thứ hai này sẽ là ngày 23 ta, là ngày đưa ông Táo. Nói theo truyền thống của Tết của chúng ta. Thì ngày 21, bữa nay là ngày 21 ta. Lưu Quỳnh Xanh và chị Catherine, chương trình của học xã hội, cũng xin chúc quý vị cung chúc tân xuân, năm mới vạn sự như ý, tất cả mọi chuyện đều ở vị trí cao thượng, và quý vị luôn luôn trẻ đẹp và không bao giờ bệnh. Trước khi hết lời, Lưu Quỳnh Xanh xin chúc quý vị một đêm ngủ thật là ngon, 8 tiếng, và hẹn gặp lại quý vị ở những số sau, với lại những đề tài hay hơn và hấp dẫn hơn. Dạ, xin kính chào. Xin chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ, xin chào các quý vị. Ai thấy trăng xưa hùng cường.